Nào nào thì tiếp tục liên tục đầu cối đây. Đầu đĩa than quý vị ạ. Nhầm, mà không phải đầu cối. Tiếp tục chào đón quý vị với một mã đầu đĩa than tiếp theo. Hôm nay em giới thiệu tiếp cho quý vị mã đầu đĩa than Yamaha P750. Chiếc đầu đĩa than P750 này mọi chức năng hoạt động tốt. Đây, mâm than đúc ướp bằng nhôm thay trắng rất là chắc chắn. Giá của chiếc mâm than này là 2 triệu 9. Sau đây em nói sơ qua, nhiều con thì em đấu nhanh nhưng mà không giới thiệu cho quý vị. Một số đĩa than này nó có chế độ cổng AV cắm phía sau. Quý vị chú ý nhé. Cái đĩa than này nó có cổng AV này, thì là ngoài cổng AV bên cạnh nó có, bên cạnh em nó lại có cổng tiếp mát. Thì quý vị phải đấu cái dây mát đấy vào cổng mát của âm ly nhé, nhớ để cho nó đỡ chống sôi. Đấy. Ngoài ra đấy, em hướng dẫn là những con nào có cổng tiếp mát thì quý vị phải đấu vào cổng mát của âm ly. Ngoài ra thì nó có đây này, cái đây là quả đối trọng này, nó như kiểu quả cân ấy. Nếu như quý vị nào cảm thấy là cái khi quý vị cho cái quả cân này dịch vào cái quả tạ này, nó dịch vào trong, con này thì đang để khe hở tầm này rồi. Nếu mà quý vị để vào sát ấy thì là nó sẽ dồn cái lực, nó sẽ nhẹ đít, nó sẽ dồn dồn cái lực hết về cái mũi kim. Cái mũi kim nếu mà để như thế là cái mũi kim nó bị cầy nặng quá, nó nặng quá thì là nó sẽ tạo ra méo tiếng hoặc là một số khác. Nên quý vị chơi cái đĩa than này thì quý vị, em cũng không chơi nhiều nhưng mà cũng đọc qua một số người hướng dẫn là chơi đĩa than này là cái dòng đĩa than này là cầu kỳ nhất trong chơi các loại âm thanh. Ngoài vệ sinh rồi là vệ sinh mũi với kim các máng rồi các thứ, rồi là nó còn tính cân nặng đây này, quả đối trọng này đấy. Nên quý vị chú ý hộ em nhé. Sau đây em sẽ bắt đầu test chất lượng con này cho quý vị. Giá của em nó 2 triệu 9 em báo rồi. Đây quý vị đây đấy, khi di chuyển kim ra thì quý vị đây, đây là cái ben này, thì quý vị hạ ben này, gạt sang này để hạ ben đấy, thì ben nó xuống đây. Gạt lên thì là kim nó nhấc lên, quý vị lại cho dịch vào đây, ví dụ nghe bài khác chẳng hạn đấy, nó gạt xuống ok chưa. Gạt lên. Đấy là toàn bộ cái clip em mà giới thiệu đến quý vị chiếc đầu đĩa than Yamaha P750, giá của em nó là 2 triệu 9. Em ghi đây, quý vị là có nhu cầu thì alo đến Tuấn Âm Thanh Phú Thọ, em chuyển hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị.